Trầm trồ với sự đáng yêu của bé Poodle ngồi chờ mẹ đi siêu thị. Lại là chuyên mục con ngoan trò giỏi nhà người ta đây mọi người ạ. Chú chó này đã khiến cho cộng đồng mạng tấm tắc khen ngợi vì sự ngoan ngoãn của mình. Mẹ dẫn bé đi mua đồ ăn, đến cửa hàng thì mẹ dặn là bé ngồi đây chờ mẹ, đừng vô phiền người ta. Sau đó còn thêm một câu, ngồi đây chạy tùm lum là bắt cóc đó. Cứ như là bé nghe hiểu hết ấy mọi người ạ. Cũng biết bắt cóc là như thế nào, cũng là sợ sẽ không được ở cạnh mẹ nữa, nên là ngoan lắm. Mẹ vừa vào là ngồi yên ngay sát cửa để chờ thôi. Mặc cho ai ngang qua hay có bất kỳ điều gì thu hút cũng không rời vị trí nửa bước. Ngồi đó ngóng vào trong cửa hàng xem mẹ đang mua gì, mãi đến khi đợi được mẹ ra thì liền vui mừng quẩy đuôi tíu tít. Còn người ta đấy mọi người ạ, ngoan ngoãn đáng yêu mà biết nghe lời hết sức. Như này thì mẹ có mua hết cửa hàng cho em, mẹ cũng chịu nữa chứ, cưng quá trời rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu, nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.